theo điểm A khoản 1 điều 2 thông tư 08/2013/TT-BNV thì thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên được quy định như sau. Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chưa xét bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp thì sau 5 năm đủ 60 tháng, giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương. Đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, nếu chưa xét bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì sau 3 năm đủ 36 tháng, giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương. Đối với các ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành phục vụ, nếu chưa xét bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì sau 2 năm đủ 24 tháng, giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương. Như vậy, trong trường hợp bạn là giáo viên trung học phổ thông thì sau 3 năm sẽ được xét nâng một bậc lương.